Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Dương Khải tốt. Đuổi theo. Ra tay một trước một sau, vậy mà không thể nào giết chết gia hỏa này. Mạng của gia hỏa này thật là cứng. Khai pháo. Đánh cho ta. Không trả giá một chút, không thể nào để hắn làm phiền Dương huynh nữa. Dừng lại cho ta. Dừng lại. Nhân tộc, ngươi muốn chết. Lóng lẩy vậy sao? Xem ra đây quả nhiên là mặc xào của người. Không, không phải. Không. Bát phẩm chết tiệt, vậy mà lại nhân lúc này đánh nén ta. Lá gan thật lớn. Lúc trước ngươi bị cửu phẩm mặc đồ đả thương, hiện giờ vậy mà còn dám ra tay với bản vực chủ. Long tộc đó thân mang không gian chi lực, quá là giảo hoạt. Những bát phẩm này vốn là thân mang trọng thương, giải quyết hắn trước đã. Ngươi còn dám đến? Xem thử là ngươi bóp chết ta trước, hay là ta diệt thần hồn của ngươi trước đây. Trên người của ta có ôn thần niên. Thần niệm tổn thương nghiêm trọng đến đâu cũng có thể tu phục. Nhưng xà không lúc trước đã ăn một đao xà hồn kích của ta. Xem hắn sẽ chống lại thần hồn va chạm không ngừng của ta như thế nào đây. Rất tốt. Lúc trước xà hồn kích lưu lại tổn thương cho thần hồn của hắn, lại tái phát vào lúc này. Lại là tịnh hóa chi quang, mặc xào bị hủy. Thần hồn thụ thương, ta hiện giờ đến năng lực chống cự cũng không có nữa rồi. Xa không, đã chết. Giết chết bản tọa, các ngươi tưởng rằng có thể thắng rồi hay sao? Nhân tộc định trước là phải diệt vong. Bản chủ đợi ngày này, mặc tướng vĩnh hằng. Vậy thì ngươi xuống địa ngục mà từ từ đợi đi. Vương chủ mặc chiếu chết.